Ngày 7 tháng 1 vừa qua, Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố bị can đối với Thân Thị Hương, sinh năm 1979, trú tại thôn Cầu Đá, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, về tội trộm cắp tài sản. Trước đó ngày 3 tháng 1, đơn vị này nhận được tin trình báo của bà Chu Thị Lài, sinh năm 1951, về việc bà vừa bị kẻ gian đột nhập vào nhà, lấy trộm mất số tiền 100 triệu đồng. Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Xuân áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát lên danh sách các đối tượng nghi vấn. Sau một thời gian tiến hành rà soát, lực lượng công an phát hiện đối tượng Thân Thị Hương có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tập trung đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện đã điều tra làm rõ, xác định được đối tượng Thân Thị Hương là người đã thực hiện hành vi trộm cắp. Tại cơ quan công an, đối tượng Hương khai nhận trước đó vào đêm ngày 30 tháng 12 đã đột nhập vào nhà mẹ mình, cậy tủ nhôm để trong phòng, lấy trộm 100 triệu đồng. Sau khi lấy được tiền, Hương bỏ trong túi ni lông, sau đó đem đi cất giấu. Hiện tại, vụ việc đang được tiếp tục cơ quan công an điều tra làm rõ để xử lý nghiêm trước pháp luật.